Kính thưa các thầy cô, theo cái đặt hàng của thầy Huy thì hôm nay tôi muốn ta có cái so sánh giữa ba cái công cụ là Google Meet, Teams và Zoom ạ. Đây là ba cái công cụ hiện tại đến thời điểm này là đang rất là phổ biến thịnh hành lúc này. Thế thì em cũng xin phép được có một số những cái so sánh như sau ạ. Nhất định về cái chỗ mà liên quan đến cái ba công cụ này thì em cũng xin một số những cái nội dung như sau. Thứ nhất ấy là ba cái công cụ này nó đều có thể chạy trên nền web và thiết bị thông minh. Thế thì về Google Meet là có, chúng ta có như vậy, và Teams cũng có và Zoom cũng có. Tuy nhiên mọi người để ý lưu ý rằng là Google Meet là Teams là nó nằm trong cái hệ sinh thái. Ví dụ như là Google Meet ấy, thì nằm trong hệ sinh thái của G Suite, còn Teams ấy, thì nằm trong hệ thống sinh thái của Office 365. Còn Zoom ấy thì là nó là một cái phần mềm độc lập và chuyên biệt. Đấy là cái đến phần nội dung chạy trên web và thiết bị thông minh. Thứ hai là về vấn đề ghi âm. Ghi âm thì cả ba cái công cụ này đều có thể sử dụng được. Nhưng có một cái lưu ý nữa là gì, Zoom ấy nó còn có thêm tính năng là ngoài cái việc mà nó lưu ở trên cái đám mây, ngoài ra nó có thể lưu vào cái máy tính của cá nhân của chúng ta. Tiếp theo là vấn đề về chia sẻ màn hình thì ba công cụ này đều có. Thì Zoom thì nó có một cái điểm điểm hơn một chút xíu nữa là cùng một lúc ấy thì có thể là một người có thể một hoặc là nhiều người có thể chia sẻ cái màn hình cùng một lúc. Đấy là một cái tính năng nổi bật thêm. Tiếp theo đó là vấn đề về mặt chat room ấy thì cả ba cái này đều có cả. Nhưng về vấn đề về cái cá nhân của tôi thì tôi thấy rằng cái Google Meet với cả Zoom thì cái vấn đề tính năng chat thì nó thuận lợi hơn, còn Teams thì đôi khi nó phát ra cái màn hình để chat. Vấn đề về livestream, thì cả ba cái này đều có, nhưng riêng về mặt miễn phí ấy, thì hiện tại là cái Google Meet và Teams về bản miễn phí thì đều có. Tuy nhiên về về cái bản của Zoom mà miễn phí là như tôi test là không có, nhưng nếu trả phí thì chúng ta hoàn toàn có thể livestream qua qua Facebook hay là qua YouTube. Còn Teams ấy, thì lại cái livestream của nó thì lại nó lại hơi dởm tí xíu là gì ạ? Là livestream của cái Teams ấy thì nó chỉ nằm trong hệ thống của nó thôi, trong cái hệ sinh thái của nó thôi. Còn lại cái việc mà livestream ra ngoài Facebook hay là YouTube thì nó lại không như của Google Meet và trên Zoom. Đó. Tiếp theo đó là cái nội dung đó là số lượng tối đa người tham gia. Bản miễn phí thì nó có thể Meet, Google Meet là cho 250, Teams là 250, còn cái free của Zoom thì 100 người. Nhưng nếu mà chúng ta trả phí thì có thể hơn, đó là từ 300 cho đến 500 nếu như chúng ta trả phí ạ. Còn một cái việc nữa liên quan đến phần host thì Google Meet và Teams và Zoom thì đều có chức năng là host. Tuy nhiên ở Zoom ấy thì nó có cái tính năng rất là hay ở chỗ là khi phần host ấy, chúng ta hoàn toàn có thể là schedule một cái cuộc họp và người ta có thể claim được cái key host đấy mà không cần khi mà cái người mà làm chủ sở hữu của cái, ví dụ chẳng hạn anh Huy chẳng hạn, anh đang có một cái tài khoản Zoom làm chủ của anh ấy và anh schedule một cuộc họp mà đôi khi không cần thiết là anh phải có mặt ở đó, anh chỉ cần đưa cho người ta cái key host thôi, thì khi người ta vào có đường link ID đó rồi thì người ta hoàn toàn có thể claim cái host đó mà nhập cái key ấy, thì hoàn toàn nó giống như bình thường là chúng ta làm một chủ sở hữu của cái Zoom đó mà cái Zoom đó thì lại là của người khác. Đấy là cái tính năng nổi bật của Zoom. Và công ty nữa là cũng rất là quan trọng trong cái quá trình giảng dạy, đó là cái phần breakout room, có nghĩa là khi mà chúng ta dạy học mà chúng ta chia nhóm ấy, thì cái của cái Google Meet và Teams thì cái hiện tại cái breakout room của nó là chia nhóm, trên lúc này thì là không có, nhưng riêng với cả cái Zoom thì chúng ta hoàn toàn có thể sử dụng cái tính năng là breakout room. Tất nhiên là cái chức năng breakout room ấy là về default của nó là không có, là chúng ta cần phải vào settings và chúng ta phải cho cái tính năng đó ra ngoài thì mới sử dụng được. Đấy thì đấy là những cái mà một số những cái so sánh mà tôi có nhận ra được. Tiếp theo đó là thì công cụ nào tốt nhất thì có lẽ là chúng ta cũng 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 khó nói là chúng ta nên cái nào tốt nhất, mà có lẽ chúng ta nên tính là cái công cụ nào phù hợp nhất thôi, chứ chưa hẳn là cái nào tốt nhất. Ví dụ chẳng hạn là có một số những yếu tố khi chúng ta cần cân nhắc, ví dụ chẳng hạn chúng ta liên quan đến nhu cầu. Ví dụ vừa rồi anh Huy có nói là nếu như chẳng hạn chỉ đơn thuần chỉ là giảng dạy online thôi, thế thì theo tôi nếu chỉ để mỗi nhu cầu giảng dạy online không thôi thì đối với tôi là
Zoom đối với tôi vẫn là lựa chọn số 1. Nhưng nếu hay là chẳng như là chỉ là hội thảo, meeting tất cả thứ thôi, đơn thuần như vậy thì Zoom vẫn là số 1. Nhưng nếu như mà chúng ta còn thêm cả vấn đề như là giao bài tập này, hay là cho những cái như là liên quan đến kiểm tra và đánh giá chấm điểm ở kia ấy, thì Zoom không làm được điều này, thì chúng ta cần đến một hệ thống là Teams hay là Google Meet trong cái Google Classroom đấy. Đấy thì đấy là cái mà chúng ta xác nhận được nhu cầu chúng ta sử dụng đến đâu. Thứ hai là chúng ta nguồn lực thế nào, nguồn lực ví dụ như chúng ta về vấn đề về con người và liên quan đến vấn đề về mặt chi phí nữa. Thế thì cái này chúng ta cũng đấy là một cái mà chúng ta cũng cần cân nhắc. Và ngay cái nguồn lực đây liên quan đến cả vấn đề nhân sự đó. Nhân sự có nghĩa là gì, cái đội ngũ hỗ trợ cho các thầy cô như thế nào, liệu có ổn không. Thì trường đại học ngoại ngữ của chúng tôi cũng rất may mắn là vừa rồi là hiệu trưởng cũng rất là quan tâm và là đang tiến hành cái việc mà training cho các thầy cô và cho các cán bộ đang sử dụng cái hệ thống Office 365 trong phần quản trị đại học đấy ạ. Thì đấy là cái mà chúng ta cũng yếu tố thứ hai liên quan đến về nguồn lực. Thứ ba là về cái hỗ trợ dịch vụ, thì chúng ta sẽ xem là ba cái công cụ đấy thì cái hỗ trợ dịch vụ như thế nào. Thì tôi thấy rằng là ba cái này thì tất nhiên khi mà họ cái công cụ đều là hỗ trợ dịch vụ rất là tốt. Riêng với Teams thì họ có cả một cộng đồng rộng lớn cả trong nước và ngoài nước rất nhiều, và cái hỗ trợ dịch vụ của Teams tôi nói thấy là rất là tốt. Đối với cá nhân của tôi thì tôi thấy là Teams đang cái hỗ trợ dịch vụ rất là tốt. Còn nữa tiếp theo nữa là có một cái yếu tố nữa là chúng ta phải xem mức độ thân thiện, cái quen dùng thế nào. Nó thật thầy cô là cứ bao giờ cứ thay đổi một công cụ nào đó thì nếu như nó không thân thiện và nó không quen dùng, thực sự là làm cái giảm cản rất là lớn cho đội ngũ của chúng ta. Đấy, thế thì trong khoảng thời gian ngắn thì cũng xin phép chia sẻ rất là nhanh như vậy. Và các thầy cô, nếu các thầy cô ai có những cái chia sẻ gì hơn nữa thì cũng kính mời các thầy cô có thể thêm ý kiến ạ. Và em xin cảm ơn ạ.